Chào mọi người, bây giờ đi đi nấu cơm tối nha mọi người ơi. Cơm tối, cơm chiều tối giờ sáng luôn nhé. Vì ông chồng đi làm về tới nhà là đã hơi giờ sáng rồi. Đậu hũ, đậu khung nhé. Mình mua hồi chiều đây. Một lót đậu khung như thế này là 5 đô. Chiều đi chợ. Lót như thế này. Lúc trước mình hay mua đồ khung về để canh miso á, nhưng mà đợt nào mình không mua đồ khung nấu canh miso nữa. Không cần. Tại vì một miếng đồ khung như thế nào mà để nó canh miso là rất chi là nhiều ngày luôn á, ăn không thấy một lần. Bữa nói nhiều lần cho nên mình không dùng mờ được khung nữa, để ý tủ lạnh lãng phí, ăn không thấy vứt kìa, lãng phí lắm. Miếng được khung này 5 đô mà mỗi lần nấu canh miso là nó chỉ một góc tí ti thôi, tao có bỏ nhiều vô ngái lắm dở, nên là cứ như vậy để tủ lạnh nhiều để lau không có tốt, cho nên mình không có nấu, không có dùng đậu khung nữa. Rồi, xác lót ra như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ đi lục đậu khung nhé. Đây là nước. Giờ mình sẽ nấu cái lục đậu khung nhé, cho vào tí muối. Phải vô mặt. Rồi cho sôi thì cho đậu khung vào lục. Trong lúc chờ lục đậu khung thì mình sẽ đi khoái trứng nha, mình sẽ cho vào đây 3 cái trứng nha, cho vào 1 chút bút tiêu, 1 chút tiêu, đánh cho cái trứng này nó to nha. Được rồi, để đây nhé, nước sôi rồi đây. Mình sẽ cho đậu khung vô mình trộn sơ nhé. Trộn đậu khung cho nó thử có mùi tanh, nó sạch khử trùng được không ạ. Tí nữa mình nấu lên nhanh chín. Trộn sơ khoảng 1 phút thôi nhé, khoảng tầm 1 phút thôi mình vớt ra. Chần sơ ra vậy là được rồi, không cần phải lau, tại vì mình nấu lại nữa chứ không phải là mình để ấy này ăn rồi. Mình vớt ra nhé, đây là đậu khung mình vừa vớt ra nè, để cho nó ráo nước nhé, nó đòn nấu, nó còn nấu như thế này mình bỏ vô trứng là trứng nó bị bón cục liền, cho nên mình để cho nó nguội và nó ráo nước một tí nhé. Đây là đậu bát. Mình dùng cái nước lục đậu khung á, mình chần cái đậu bát luôn luôn, tiết kiệm. Đây là cái trứng mình đánh xong lúc nãy nhé, nhưng mình sẽ chỉ cho đậu khung vào nhé. Nấu lại nước mới để mình lục ốc xu nhé. Tại vì bắp su là mình lục, mình sẽ lấy nước để mình ăn lòng canh. Rồi còn lựa là mình sẽ dùng để mình nấu canh miso cho ông chồng luôn. Cho nên mình nấu lựa nước mới mình lục, chứ mình không có dùng cái lục cái nước lục đậu hũ, đậu khung, nước lục, nước trộn đậu khung. Mình không có dùng cái nước đó. Ôi là trời, hình như nó nhiều quá rồi vậy. Bắp su này mình mua ngày hôm trước á, 15 đô hơi bắp. Nó bón một bắp là 10 đô. Nhưng mà mình mua hơi bắp thì nó lấy 15 đô, mình ngọt nghiêng luôn. Nó rẻ bất ngờ, nên là mua hơi bắp luôn. Cái điên thì mua một bắp lấy 10 đô cho ngay thêm 5 đô được bắp nữa. Mỗi lần ăn là nửa bắp, cho nên hơ bắp thì mình ăn được 4 ngày.
Ngày hôm nay thì Được. bắp vợ chồng ăn lúc chiều, lòng bánh xèo Nhật á, vợ chồng ăn rồi, còn lại nửa bắp bây giờ mình đem mình lục luôn, ăn ăn cơm bây giờ. Nó bỏ vô thì nó hơi đầy nhưng mà bây giờ nó sệt xuống, nhưng mà không sao, được hết. Mình đi làm bánh nước sốt để ăn với đậu hũ nhé, đậu khô hành tây thớ hoặc lựu, mình dùng nửa củ hành tây thớ mà nhỏ nhỏ ra hoặc lựu. À, chưa có hành tây này nó chín lắm. Honey, honey. Oh, you think? What? People very dirty. I need to clean in the bed. You see outside balcony, really dirty. You know, I'm really surprised. Why really dirty? Really? Hmm. Why not? People we do together on Sunday. No. I do alone better. Mình vệ sinh nhỏ cửa. No, if you stay home, I think not very hard for you. I do by myself better. Tôi theo bà á, mình mua mình chở lúc chiều á, mua mì đen này. Vì cái thịt bà mấy lúc chiều mình có ướp rồi cho nên bây giờ mình không có đem nén gì nữa, cho tí nước vô nữa. Rồi trời lại nắng nè. I think light broken. Have to change light. I don't think so. Let me check later. How to check? What happened? You wear glow also very hard, very. Why? Bang? Chắc tôi mang tiền nè. This one very fast. Nani? What this? Tofu. This one very fast, sure. You don't care. Nè. Don't interacting anything. Sau một thời gian thì đậu khung cũng chín nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái sốt mình nấu lên trên nhé. Cái sốt này thì mình lộn từ cái hành tây và thịt heo bằm, dùng cái gió rửa đều cái nước sốt lên trên cái đậu hũ và trứng vừa chiên xong nhé. Rửa đều rồi dặn để cho nó khi mình ăn á nó thấm đều ra trên từng miếng đậu hũ đậu khuôn. Mình cứ nhầm giữa cái đậu hũ và đậu khuôn hoài luôn á. Vừa vô đây, you pick up right there. Cup right? Don't eat ma.
turn off okay. Arigatou ne. Mình nói không có đậu hũ chiên trứng. Không cần thì ăn canh kim chi. Mình thì ăn nước rau luộc của cái bắp su á. Có rau nhé. Rau luộc gồm có bắp su và đậu bắp chấm nước mắm. Đậu khung và trứng đã chín rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ cho dễ ăn nhé. Ông chồng mình cũng được cớ là rất là dễ tính trong việc ăn uống. Rồi mình không biết nấu, nhưng mà mỗi khi mình nấu ra là cho dù mặn, lọt, ngọt, chua gì đều ăn ngon lành. Cái món đậu khung chiên trứng này lần đầu tiên giờ mình mới nấu cho ông chồng ăn đấy. Những cái món nào mà lần đầu tiên nấu cho ông ăn á thì ông đều hỏi là ăn bằng cách nào. You cannot pick up you this one. Mm. This one also called otama. It does ne. What this name? I don't know. Don't have a name? I don't know name. I only spoke. I don't know name. Tofu egg. Mm. I really don't know name. This is Vietnam cooking. No? I cook by Vietnamese tasty. But I don't know Vietnam cook or not. Vietnam food? I don't know. Maybe Chinese. Vietnam also cook, but maybe they copy from Chinese. Not Vietnam. I think Chinese, not Vietnam. Sometimes have the south, sometimes don't have them. Xin chào mọi người nhé. Chào chồng mình em đây. Hẹn gặp mọi người. Video tiếp theo nhé.